Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức một ngày mới an lành. Hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2018. Con đang ở tại Tịnh Tâm Chay trong một căn phòng rất là dễ thương, ấm cúng, sát bên chùa Giác Ngộ 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10. Đây là chương trình Mỗi Ngày Một Mẫu Chuyện Thiền. Như thường lệ, con sẽ đến với quý vị một mẫu chuyện và rút ra cái nội dung để ứng dụng cái mẫu chuyện ấy trong đời sống hàng ngày. Hôm nay quý vị vẫn khỏe chứ? Nguyện cầu cho chư vị được thân khỏe tâm an, để mỗi ngày chúng ta đến với nhau qua lời của Phật dạy, nghe Pháp và hành Pháp. Và quý vị sẵn sàng nghe câu chuyện con kể nha. Chuyện được kể rằng có một tỳ kheo ni nọ có một cái tượng Phật rất là dễ thương, và cô ấy thương tượng Phật đó lắm. Cái đặc biệt nữa là tượng Phật ấy được dát vàng, cho nên đi đâu cô ta cũng cầm nó theo kè bên mình. Và tới một ngôi chùa nọ, cô ấy đặt cái tượng Phật của mình lên trên chánh điện cùng với rất là nhiều những tượng Phật to khác. Nhà đốt một loại trầm hương đặc biệt để cúng dường. Đứng nhìn một lát thì thấy những cái làn khói hương bay lên, và mấy cái tượng Phật bự kia hưởng hết trơn. Cảm thấy thiệt thòi cho cái tượng Phật của mình, nên cô ấy nghĩ ra một cái cách, làm ra một cái phễu rất là dài, hứng hết cái mùi hương, cái làn khói ấy vào trong lỗ mũi của tượng Phật duy nhất của cô ta thôi. Cảm thấy rất là vui về điều đó, và cô ta làm hoài như vậy. Lâu ngày đầy tháng ấy thì cô ta bỗng thấy cái gì đó kỳ kỳ trên gương mặt của cái tượng Phật mình. Một cái tượng Phật vàng vàng rất đẹp, bỗng có một cái mũi đang xì. Và câu chuyện kết thúc ở đó. Và đây là cảm nhận của con. Thử lắng nghe, chúng ta có thể áp dụng được chút ít nào trong đó nhé. Nó có 4 cái bài học, cái ý nghĩa chúng ta có thể cảm nhận được. Thứ nhất, tại sao phải là một ni cô? Ni cô là một người nữ. Người nữ thì mong manh, yếu đuối. Mong manh yếu đuối thì dễ vỡ, dễ tổn thương. Dễ tổn thương thì lo lắng và sợ hãi. Sợ hãi bị tổn thương. Lo lắng sợ hãi thì tìm cầu, bám víu và nương tựa vào một đối tượng. Tìm cầu, bám víu, nương tựa. Khi mà cái đối tượng thỏa mãn mình thì mình sẽ sở hữu, dính mắc, chặt cứng vào đó. Khi dính mắc vào đối tượng thì mình trở nên rất là ghen tuông, vị kỷ, hẹp hòi, chặt hẹp. Khi vị kỷ ghen tuông như vậy thì mình trở nên nhỏ bé, giới hạn trong một cái khuôn khổ phạm vi nhất định nào đó. Thì cái khuôn khổ phạm vi nhất định nó là một cái nhỏ hẹp. Thì cái nhỏ hẹp đó nó lại dẫn lên lại từ đầu, chính là cái sự mong manh và yếu đuối. Và cứ ngược lại như vậy, chạy vòng vòng như thế. Và người nữ ấy cũng là tất cả chúng ta. Cái năng lượng yếu đuối và tìm cầu nương tựa ấy là cái năng lượng của loài người. Loài người là cái loài mà sinh ra trái đất này không thể tự sống được, phải nhờ người khác lập tức. Lập tức khi sinh ra cho đến mấy tháng sau lận, phải không? Yếu đuối lắm là người của chúng ta. Cho nên ni cô ấy là tất cả nam và nữ, cái năng lượng yếu đuối trong người. Bây giờ tại sao mà mình yếu đuối nè? Bởi vì mình có cái thân, mình có cái cảm thọ của cái thân, khó chịu dễ chịu. Mình có cái cảm thọ vui buồn của cái tâm, và mình có cái tâm là suy nghĩ. Vấn đề mình có những thứ đó thì không sao, nhưng vấn đề mình đồng hóa con người của mình vào những thứ đó thì bắt đầu là mình yếu đuối. Vì sao vậy? Vì cái thân là sinh lão bệnh tử, dễ ăn, dễ ngủ, cũng dễ bệnh, dễ già, dễ chết. Rồi cái cảm thọ của mình nó đến nó đi cũng rất là nhanh chóng thay đổi. Và cái tâm của mình cũng suy nghĩ vô thường, như chết, như bóng, như máng mây bay, Cái gì mà nó dễ thay đổi vô thường, tức là nó mong manh đó, thì nó khiến người ta rất là sợ hãi nó thay đổi. Lúc nào mình không biết, cái thân này già lúc nào không biết. Cho nên khi mình đồng hóa mình vào cái thân, cái thọ và cái tâm của mình đó, và những thứ bên ngoài kia là danh, là lợi, là tình của cái thân này sở hữu đó, thì lập tức mình rất là sợ hãi. Vấn đề của mình là do mình nghĩ những thứ đó là mình. Ví dụ như một người con gái, họ có cái thân của họ, và ở tuổi đôi mươi thì cái thân đó, cái đẹp đối với họ là quan trọng nhất. Nếu họ cho cái đẹp đó là có thật và đó là họ, thì họ thấy cái đẹp đó nó rất là mong manh. Họ không rửa mặt thôi, hoặc là họ đi bụi về là họ cảm thấy nó xấu, nó thay đổi, và họ cảm thấy cái đẹp này nó sao, nó mong manh và nó dễ thay đổi. Cho nên nó khiến cho họ cảm thấy lo sợ và phải ăn, nghỉ, ngủ, thuốc, men, sinh hoạt cách sau đó để bảo vệ được cái đẹp này càng dài, càng lâu, càng tốt. Họ cảm thấy sợ khi mà cục mụn nổi lên, họ cảm thấy sợ khi mà một chút da bị trầy, họ cảm thấy sợ khi mà họ gầy đi hoặc mập quá. Nên cái lo sợ nó khiến cho họ liên tục bảo vệ cái thân bằng mọi giá. Và bảo vệ cái thân bằng mọi giá để cho duy trì cái đẹp cho lâu. Và với cái sự sợ hãi liên tục như vậy, họ tranh thủ tuổi đôi mươi để tìm một người yêu, kiếm một cái người thương mình để mà mình về nương tựa. Để khi cái đẹp này nó mất đi thì họ ít nhất cũng còn một chỗ để quay về bến đỗ bình yên. Khi được một tấm chồng rồi mà có người đó, hoặc là một người thương mà người đó khiến cho họ hài lòng, thì họ sẽ dính mắc vào người đó. Đặc biệt là họ càng yếu đuối thì họ càng dính mắc. Mà khi họ dính mắc vào, họ sở hữu và họ bám víu, thì lập tức họ rất là ghen tuông. Họ khó chịu với tất cả ai đến với người kia. Họ chỉ muốn một người, một mình họ duy nhất là được nương tựa người đó thôi. Người đó không được là tài sản riêng tư của ai nữa hết. Bởi vì cái sự yếu đuối nó làm cái sự nhỏ, chặt hẹp, nhỏ mọn, nhỏ nhen ấy. Sự chặt hẹp, nhỏ nhen ấy nó khiến cho tâm hồn của họ bị hạn chế lại trong một cái đối tượng. Và khi nó hạn chế trong một đối tượng, tức là đối tượng đó vui thì họ vui, đối tượng nó buồn thì họ buồn. Cái sự mong manh dễ vỡ của đối tượng đó cũng chính là sự mong manh dễ vỡ của họ. Chính là cái nhỏ hẹp đó nó trở lại từ đầu, đó chính là cái mong manh, cái dễ vỡ, cái yếu đuối. Và cứ như vậy cứ sợ hãi, sợ hãi đầu sinh ra tìm cầu nương tựa rồi bám víu rồi nhỏ hẹp, vân vân. Cái bài học thứ hai chúng ta thấy con người chúng ta chưa bao giờ cãi lộn với nhau về một điều xấu, về một điều sai. Ta thấy ta xấu, ta thấy ta sai, ta không bao giờ cự lộn hơn thua. Ta chỉ cự lộn hơn thua với cái tốt. Ta nghĩ mình đúng và mình tốt, và mình muốn người ta công nhận cái đúng, cái tốt của mình. Cho nên cái mối chia rẽ trên đời này, trong gia đình, với cá nhân, với xã hội, với cá nhân là do cái tốt. Như vậy khi mình nói ra một cái tốt trên đời này đủ nhiều rồi, không cần nói ra. Nên khi mình nói ra thì thường là mình nghĩ nó tốt mình nói. Nếu nói thì nói cái xấu cho người ta nghe thôi. Còn cái tốt hãy nói theo nghĩa ngược lại là hết cái xấu. Bởi vì khi mà nói cái tốt theo nghĩa khẳng định là con người ta rất là dễ bám víu vào một cái thế giới tưởng tượng theo cái xấu của họ về cái tốt đó, chứ không phải là thực sự cái tốt khi họ bỏ hết cái xấu. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã hiểu được cái bệnh đó của chúng sinh, cho nên khi Ngài nói Niết Bàn không có nghĩa là một cảnh giới như là Tây Phương hay là như là thiên đường, hay là một cái nơi nào đó mà để cho chúng sinh tưởng tượng ra từ cái tham lam của họ. Mà Đức Phật nói là Nibbāna tức là dập tắt. Nibbāna tức là tắt, là dập chứ không phải là được, là thêm. Dập tắt cái gì là tham sân si ấy. Còn cái còn lại phía sau tham sân si được dập tắt là lãnh noãn tự tri, uống nước nóng lạnh tự biết. Như vậy học hành của Thế Tôn, một cái tốt có nghĩa là không còn những cái xấu. Vậy khi mình nói cái tốt theo nghĩa khẳng định thì ít nhất mình cũng nói là, ví dụ như Tây Phương đây, thì mình cũng phải nói là bằng tính nguyện hạnh bỏ bớt dần cái tham sân si, thì cái Tây Phương nó hiện dần ra theo cái tỷ lệ thuận mà tham sân si mình bỏ đó. Chứ không phải là mình giữ cái tham sân si đó mà mình có một cái cảnh giới nào được gọi là tốt đẹp vô cùng, cái thứ mà cái người hết tham sân si mới có. Cái ý nghĩa thứ ba đó là sư cô kia là một người tu hành lý tưởng giải thoát, tức là ôm Đức Phật là tượng trưng cho giác ngộ, quy y Đức Phật, theo Đức Phật. Nhưng cô ta suốt ngày cứ ôm cái Đức Phật hình tướng bên ngoài đó mình nương tựa. Cuối cùng cô ta không giác ngộ được chút tâm linh nào. Như vậy nó vẫn là một vấn đề trục trặc gì đây. Tức là Ta nương tựa bên ngoài kia như là người đời ấy, vào vợ chồng con cái, danh lợi tình ái. Hay ta vào trong chùa ta nương tựa, ta quy y Tam Bảo, ta nương tựa thầy tổ pháp môn tu mà ta dính mắc vào đó. Ta hướng ra bên ngoài để ta nhờ cái đối tượng mà ta dính mắc đó ban một phép màu cho ta, làm gì một gì đó cho ta, cứu rỗi ta, thì ta sai rồi. Ta sẽ giống như sư cô kia, lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ, giữ kè kè cái từng Phật sợ mất, chấp dính vào cái mùi hương trầm kia, giữ vào cái vàng đó, thì mùi hương không còn là mùi hương nữa, chân lý không còn là chân lý nữa. Mùi hương sẽ trở nên cái mùi khét ngặt của cái mũi đang xì. Chân lý tốt đẹp xinh đẹp kia trở thành gương mặt xấu xí với cái mũi không còn tự nhiên. Cho nên khi hướng tìm cầu đó bên ngoài, đó là bước thứ nhất để ta nương tựa. Nhưng ta phải nương tựa cái đối tượng bên ngoài kia, dù là vợ chồng, danh lợi, hay dù là thầy Phật, pháp môn tu hành, thì tất cả những thứ đối tượng đó là để cho ta thấy được mình, chứ không phải để cho ta mất mình, ta chạy theo những thứ đó. Ý nghĩa thứ tư là ý nghĩa sâu xa. Tức là nếu như mà ta thương yêu, tức là ta quay về nương tựa đấy, thì dù ta nương tựa ở bên ngoài như là người đời, nếu ta chưa bỏ được ái dục và ta cần có một cái nhu cầu để phục vụ ái dục cho ta, thì nếu ta không có một người ta thương theo kiểu hôn thú được công nhận, thì ta sẽ không lại đi thương hết thế gian mà ta đi lấy cái ái dục trong mình mà đi rong ruổi tạo tác bất tận, ta sẽ khổ đau và ta sống một kiếp người oan uổng. Như vậy cho nên ta cần một người để nương tựa, đúng không nào? Ta nương tựa một người ta thương để ta không thương nhiều người, để ta có một người để ta chăm sóc. Như vậy là nhờ người đó mà ta giữ được cái tình thương của ta trọn vẹn, thủy chung, tinh khôi. Cái được gọi là giới thứ ba, không tà hạnh, thủy chung, dành trọn vẹn cho một người. Thì cái người đó là cái nơi mình nương tựa cho tình thương của mình đổ về, cho ân ái của mình đổ về thôi. Với cái sự nương tựa đó, mình dừng lại cái ác, tức là tạo tác nhiều cái lỗi lầm, phát tán nhiều cái tham ái. Thì mình tham ái một người thì mình ít nhất là mình dừng lại cái việc ác, bỏ đi cái tham ái với nhiều người. Vậy nương tựa một người để bỏ đi cái ác, đó là một sự nương tựa đích thực ở ngoài đời. Rồi nương tựa vào một chút lợi, chút tình, chút danh, để mình có một gia đình, có một sự nghiệp tương đối, để mà mình không quá tham lam, không quá vì một miếng ăn ba tấc lưỡi mà phải giết bao nhiêu con vật, phải bồi bổ cho cái thân xác giả tạm này đến nỗi mà ăn những cái thứ không thể tưởng nổi trên đời này, ăn tươi nuốt sống. Rồi không phải vì một chút lợi danh chúng ta phải chém giết hơn thua cả anh em, bè bạn, loài người. Rồi cũng không phải vì một chút vật chất của cải mà ta phải đi trộm cắp, đi giành giật, tranh đấu nhau. Cũng không phải vì cái chút hưởng thụ của thân xác mà rượu chè, cờ bạc, đạn điếm. Như vậy, nếu ta thả mình ra mà không có chỗ nương tựa, như là một người thương, như là một gia đình, như là một mối quan hệ chồng vợ con, mẹ con, cha con, thì chúng ta với cái lòng tham ấy là bất tận. Cho nên ở ngoài đời là có một chỗ để nương tựa là vậy. Và nhưng cái nương tựa đó nó dừng lại chỗ nương tựa để ta quay về, ta bỏ cái ác của mình và ta bắt đầu làm cái thiện, tức là giữ năm giới là bỏ ác. Nhờ có gia đình đó, cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Ta không thể bỏ việc ác cho tự mình, chứ ta ngay vợ ngay con, ta thương họ, ta bỏ việc ác được. Khi ta bỏ được việc ác, ta bỏ lần lần, ta có nhu cầu làm thiện lên, đi giúp đỡ người, đi phụng sự chúng sinh, đi làm những việc lợi ích cho mình, cho người, thì ta giữ 10 giới. Đó là cái sự nương tựa ở bên ngoài. Còn ở trong đạo, ta cũng như ở ngoài đời, ta quy y Tam Bảo, ngoài đời cũng quy y Tam Bảo năm giới. Trong đạo thì ta nương tựa một cách cao hơn, đó là cũng là Tam Bảo nhưng 250 giới, 10 giới, 348 giới. Ta bắt đầu làm thiện, ác ta phải bỏ rồi nha. và ta làm thiện, ta tu hành giải thoát, nhưng ta không được dính vào cái thân, cái thọ, cái tâm, cái pháp môn, cái vị thầy. Ta dính chặt, ta bám víu, ta đồng hóa mình vào trên đó là sai. Còn nếu như mà ta sử dụng cái thân này, cái tâm này, cái cảm thọ này như là một phương tiện, ta ngồi trên chiếc bè của phương tiện để ta đi qua sông, thì chiếc bè ấy là đẹp vô cùng. Ta theo vị thầy đó, pháp môn đó, nương tựa cái hoàn cảnh tu hành đó, để cho mình như là tấm gương ở bên ngoài đó, rọi để mình thấy mình rõ hơn. Coi cái vị thầy kia đi làm sao, nói làm sao, sinh hoạt làm sao, sống làm sao, coi thấy người bạn đồng tu kia làm sao. Để chi? Không phải để đánh giá họ, mà để thấy ta có học được cái tốt gì của họ, hay có thấy cái xấu của họ mà mình quay về mình bỏ cái xấu trong mình không. Như vậy là giống như sư cô kia không thấy Phật ở trong tâm bằng cách thấy Phật bên ngoài, mà cứ hướng Phật ở bên ngoài và quên Phật ở trong tâm. Đó là sai lầm, dù đó là nương tựa Phật. Nương tựa như vậy là dính mắc, yêu cái ông Phật của mình quá, và cuối cùng cái yêu dính mắc đó nó tạo cho cái ông Phật cái mà rất tốt đẹp, giải thoát, tươi mới, thành một ông Phật đen xì, xấu xa và bất thường. Nếu ta yêu thương cái lý tưởng, ta tu hành, ta yêu thương, ta quý kính cái pháp môn hay vị thầy của mình, nhưng ta dính mắc vào trong đó, ta cố chấp vào trong đó, thì cái tình thương của ta nó sẽ làm cho cái vị thầy đó, cái pháp môn đó, cái nơi đó trở nên bất thường, do cái tôi tham lam của mình làm cho nó đang xì lên. Vậy cái ứng dụng ở đây là ta sống cái sao đó, mà nếu không có ai có khả năng thương ta được hết á, ai cũng sợ ta hết, thì ta có xu hướng đi tìm một ai đó để thương. Ví dụ như tìm Phật để thương, thì ông Phật ông sẽ nói với ta là ta sẽ không thương con nổi đâu. Vì sao hả Phật? Bởi vì con thương ai là con làm lỗ mũi của họ đang thui, đang xì đó. Cho nên rồi ta cũng sẽ là nạn nhân của cái tình thương vọng chấp tham ái của con. Cho nên ta sợ lắm. À, như vậy ta coi ta có đang làm cái lỗ mũi của người mình thương đang xì lên bằng sự nương tựa mà là dính mắc hay không. Nếu dính mắc cố chấp thì ta ở đâu lỗ mũi của người mà mình ở cùng, mình thương, nó đang xì tới đó. Đó là ý nghĩa của mẫu chuyện mà chúng ta có thể ứng dụng được với cái tình thương, chính là cái nhu cầu để quay về nương tựa. Việc của mình là chỉ nương tựa ở bên ngoài giống như là đời, để bỏ cái ác và tiến dần lên cái thiện. Nếu như trong đạo làm lớn cái thiện và tu hành giải thoát, tức là nhờ Phật Pháp Tăng, bạn đồng tu, thầy pháp môn để soi rọi và thấy rõ Phật tánh ở trong mình qua mỗi ngày chánh niệm lớn lên. Và nếu không, nương tựa mà dính mắc bên ngoài kia, người thương mình mũi đang xì, trong này theo Phật thì Phật mũi cũng đang xì luôn. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Kính chúc quý vị có chút pháp lạc để nuôi dưỡng giới thân huệ mạng, tưới tẩm hạt giống thương yêu và hiểu biết trong mình. Xả thuốc.